Dạ vâng, em do anh Audio xin mến chào tất cả các bác và các anh chị em yêu Audio trên toàn quốc. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một bộ dàn nghe nhạc từ thương hiệu của Kenwood ở đây, Hà Nội địa Nhật. Và em xin cam kết là hàng báo ra nguyên sinh nguyên bản rồi nhá, thì tôi sẽ chữa ai thay thế gì cả. Còn về thiết kế thì bộ dàn được thiết kế với hai loa, mỗi loa gồm 3 đường tiếng, bao gồm một loa bass, một loa trung và một loa tép, đấy, 3 đường tiếng. Tổng thể thì bộ dàn có màu xám rồi nhá, màu xám mà ưu mới thì tầm khoảng 80% trở lên. Cái phần trăm thì cũng tùy bát nhìn của mỗi người thôi. Đấy, tổng thể mọi người nhìn qua video của em nhá, tổng thể hình thức loa này lười nhau, tức là nó lười nhau này, chúng ta có thể để xa tùy ý mọi người nhá. Về chức năng, chức năng thì bộ này mọi người đầu tiên là nghe điện thoại, TV, máy tính, thứ hai là nghe đĩa CD và thứ ba là nghe radio, thứ tư là có thể nghe lại cassette nữa nha, cassette cho anh em nhớ có cassette. Còn là chạy full chức năng, con này gần chạy full chức năng, có cái đĩa MD là em không còn để thử được, thử thôi. Vâng, tính năng đầu tiên là AUX thì điện thoại TV, máy tính đây, mọi người bấm trên nút input select, cái đầu ngón tay em chỉ đây là có nút input select thôi. Đấy, chúng ta bấm khi nào màn hình hiện chữ AUX thì chúng ta cảm giác chúng ta nghe nhá. Đấy, jack cắm phía sau, lát em quay hướng cho mọi người, rất là đơn giản thôi. Mọi người bấm thêm một cái nữa là Digital In. Cái này là chức năng này là giải mã từ TV thông minh xuống này, cổng quang nhá, hay còn gọi là DAC. Đó. Tuner, đây đài mọi người nhá. Đài đây, tính năng thứ hai là đài. Cái nút thứ ba, đài, đài thì mọi người bấm dò kênh đây mọi người này. Tức là hai nút này là bấm tới và lui thì chúng ta dò kênh. Con này là tần số là full 108. Có nghĩa là chúng ta bắt được rất là nhiều kênh của Việt Nam, gần như là bắt full kênh. Rồi em dò đến một kênh 103.5 nhá, là kênh VOV2. Em hay dò, em hay ấy kênh này, vì kênh này là phát gần như là toàn bộ thời gian trong ngày. Còn nhiều kênh nó phát theo khung giờ. Đấy nên em hay thích kênh này. Đó, mọi người bấm đúng kênh này là bắt đầu nó nói luôn này. 103.5. Đấy, mọi người cùng nghe thử chất âm của đài nhá. Nó rất là mộc mạc. Đó là ưu điểm, xin lỗi, đó là cái đặc trưng của trong đài đấy. Nó mộc mạc lắm. Đó, cái âm chất âm của đài như thế. Tiếp theo là em chuyển qua CD này. CD thì bấm, người bấm cho em nút này nhá. Tức là ba cái nút bên trên này này, ba cái nút vòng vòng bên trên là nút ra đĩa. Còn ba cái nút dưới này này là vào và nó chạy luôn. Đấy, tức là ví dụ bấm số 1 thì ở dưới đây chúng ta cũng bấm số 1 nhá. Em bỏ đĩa rồi. Bấm số 1. Tức là ra 1 thì phải bấm 1 vào thì nó không phải mất thời gian nó đi tìm đĩa nữa. Cái này là dòng 3 khay. Mọi người mà bấm không đúng là nó cứ đi đảo lại. Đây em chuyển sang bài 2 nghe, em chuyển sang bài 2 nhá, vì bài 1 cũng nghe nhiều rồi. Bên vầng lầu sóng hướng núi Huế ơi quê mình đỏ đưa qua phá tan nhang ăn hò em hạt con đỏ nghiêng trôi ăn hò em hạt nỗi. Đọc rất là nét nhá, đọc nét này không hề có bóp bóp gì cả. Đấy, cho đĩa ra này, lại bấm số 1. Và chúng ta, cái này ra đĩa thì chúng ta chỉ cần bấm số đấy thôi. Còn vào thì nghe thì cái bấm số 1 nhá. Rồi, ra đĩa này, cho vào thì bấm số này. Rồi, em quay về gọi TV máy tính nhá, AUX. Đó, rất là dễ. Đánh rất là lực và hay. Đấy, một kích thước này, bộ đài có tổng chiều rộng là 69, rộng 69 mọi người nhá. Rộng 69 và cao là 25. Rộng 69 cao 25 và sâu. Sâu tính hết âm ly tầm khoảng 34 vào lòng. Đó là về phần kích thước. Đây về phần kích thước. Bây giờ em quay phần mặt sau cho mọi người tham khảo nhá. Đây loa thùng vách rất là đẹp này. Thùng vách loa rất là đẹp. Đây mặt sau. Chỗ này là dây 3.5. Thế 3.5 test xong rồi thì em xin phép được bỏ ra nhé. Bỏ ra cho nó vừa đỡ vướng.
Đây, thứ hai là dây. Dây loa là mọi người chú ý cho em là có hai màu dây, đỏ và đen, thì mọi người cắm cho em đúng dây này, màu đỏ và đỏ và đen và đen nhá. Tương tự này, cứ ấn giữ là được. Tương tự ở đây âm ly thì mọi người gạt chặt cho vào. Đấy, nó cũng màu đỏ và đen. Chúng ta cứ cắm đúng rắc đúng màu là được nhá. Đúng màu, đỏ và đỏ, đen và đen. Đây là dây nguồn. Đó là dây 3.5 thì chúng ta cái điện thoại, TV và máy tính nhá. Mọi người cắm đây. Đầu lại cắm điện thoại, TV, máy tính, tùy ý mọi người. Đấy, còn chỗ đây là cắm thêm cái dây điện thoại, dây điện để chúng ta bắt sóng anten cho nó nét, đỡ sôi. Đấy, cái này cổng quang, dưới cùng này là cổng quang để giải mã DAC đấy. Chúng ta nghe TV thông minh chúng ta cắm cổng này nhá. Đó, loa bài này cũng đẹp tương tự, loa tùng vách rất là đẹp. Công suất mỗi loa 60, tổng công suất bộ này 120. 120 chúng ta chơi phòng diện tích 6-7m² rất là thoải mái nhá. Đấy. Thế còn giá cả thì em để công khai và bình luận, anh xem để giá của em nhá. Cái này có tăng giảm bát ở đây nữa nhá. Mọi người tăng giảm bát này. Anh xem thích bát nhiều bát ít thì bấm vào đấy. Thế và giá cả thì em để công khai và bình luận. Anh xem ai có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ với em qua Zalo, Facebook. Đấy, Zalo của em là 0976592986 trên bảng hiệu đây. Đấy, em dành nhau đi ô. Đấy vâng, và video cũng đã dài rồi. Em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Được, xin chào.